Xin kính chào giáo sư Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam. Cũng xin kính chào toàn thể các quý vị đồng nghiệp đang theo dõi chương trình đào tạo y khoa liên tục trực tuyến được tổ chức về cái chủ đề cập nhật hướng dẫn điều trị viêm gan virus B tại Việt Nam. Thì theo như cái phần giới thiệu của giáo sư Kính thì chúng ta thấy rằng là các cái bệnh lý về viêm gan do virus vẫn là một cái vấn đề mà chúng ta còn đang rất nhiều quan tâm, do cái tỷ lệ bệnh của Việt Nam chúng ta càng ngày càng vẫn còn duy trì ở cái mức mà nó vẫn là cái tỷ lệ mà trong dân số gia tăng. Thì cái bệnh viêm gan do virus là một cái bệnh mà cũng khá phổ biến ở Việt Nam cũng như là ở các nước trên thế giới. Dưới cái niêm vi điện tử thì cái virus viêm gan B là cái virus mà chúng ta có thể thấy, quan sát thấy sự hiện diện của nó dưới dạng là những cái tiểu thể đan, là những cái virion hoàn chỉnh có hình cầu, và bên cạnh đó nó còn có những cái cấu trúc hình ống hoặc là những cái cấu trúc mà hình cầu nhỏ hơn, người ta gọi đó là những cái kháng nguyên bề mặt, đó là cái kháng nguyên HBsAg. Thì virus này nó là một cái nguyên nhân rất là phổ biến gây ra cái bệnh viêm gan trên thế giới cũng như là ở các nước, và đặc biệt là ở vùng châu Á của chúng ta. Ước tính hiện nay trên thế giới có khoảng 2 tỷ người đang bị nhiễm virus viêm gan B. Và trong số đó thì khoảng 3,5% dân số thế giới là những người bị viêm gan B đã chuyển sang giai đoạn nhiễm mãn tính. Và hàng năm người ta ước tính có khoảng 780.000 người chết do cái bệnh viêm gan virus B, hoặc là do diễn tiến của bệnh, hay là những cái biến chứng nặng của nó như là xơ gan hoặc là ung thư gan. Ở Việt Nam của chúng ta thì cái tỷ lệ mà mang HBsAg dương tính được báo cáo vào khoảng là 10% dân số. Như vậy thì chúng ta có khoảng là trên dưới khoảng gần 10 triệu người đang bị nhiễm virus viêm gan B ở Việt Nam. Như vậy thì viêm gan virus B hiện nay vẫn còn là một cái vấn đề sức khỏe toàn cầu. Con đường lây nhiễm của viêm gan virus B thì như chúng ta đều biết, chủ yếu là lây lan qua con đường truyền máu, hoặc là vấn đề tiếp xúc với lại máu của những cái người bệnh, hoặc là những cái dịch tiết. Do đó mà chúng ta có thể thấy rằng là viêm gan virus B có thể lây lan qua những con đường như là tiêm chích ma túy, hoặc là những cái người đã có những cái phương thức như là xăm mình, hoặc là xỏ lỗ tai, hoặc là những cái gây ra những cái tổn thương trên da và có tiếp xúc trực tiếp với lại cái virus viêm gan B hoặc là cái dịch tiết của bệnh nhân. Ngoài ra thì cái tỷ lệ mà lây lan qua con đường tình dục cũng có một cái tỷ lệ cũng khá quan trọng. Và đặc biệt ở các cái quốc gia mà có tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B cao trên thế giới đó, thì người ta thấy con đường lây từ mẹ truyền sang con làm con đường tương đối là khá quan trọng. Và Việt Nam của chúng ta cũng là quốc gia mà đã được ghi nhận cái tỷ lệ lây từ mẹ sang con cũng khá cao. Và chúng ta là những nhân viên y tế thì hàng ngày chúng ta tiếp xúc với bệnh nhân, do đó mà cái nguy cơ bị lây nhiễm viêm gan virus B cũng là một cái nguy cơ mà chúng ta cần phải quan tâm. Vì vậy mà tất cả các nhân viên y tế chúng ta cũng cần phải có một cái sự tầm soát viêm gan virus B để chúng ta có một cái hướng dự phòng và điều trị thích hợp. Những đối tượng nào mà chúng ta cần phải tầm soát viêm gan virus B? Thứ nhất là những người đang sống ở cái vùng dịch tễ của cái bệnh mà có cái tỷ lệ lưu hành cao, như là chẳng hạn như Việt Nam của chúng ta cũng như là các nước trong khu vực châu Á. Và những người mà trong gia đình của người bị viêm gan virus B, hoặc là có quan hệ tình dục với cái người bị nhiễm bệnh, thì chúng ta cũng cần phải đi tầm soát coi có bị bệnh hay không. Những người có tiền căn tiêm chích ma túy, hoặc là đứng trước một cái trường hợp mà chúng ta phát hiện có cái men gan tăng kéo dài, như là men AST, men ALT tăng kéo dài, thì chúng ta đi tìm nguyên nhân của cái viêm gan, thì chúng ta cũng nên tầm soát cái bệnh viêm gan virus B. Những người mà có thể bị nhiễm virus viêm gan C hoặc là nhiễm HIV là những cái tác nhân có thể nhiễm cùng lúc với lại các cái các con đường mà lây nhiễm giống như là viêm gan virus B. Hoặc là những người mà đang lọc máu thường định kỳ như là những người chạy thận nhân tạo, hoặc là trước khi chúng ta cần phải điều trị những cái thuốc ức chế miễn dịch, thì những cái thuốc này có thể nó làm suy giảm miễn dịch. Vì vậy nếu bệnh nhân có cái tiềm ẩn của cái bệnh viêm gan virus B thì cái tỷ lệ mà bùng phát của cái bệnh rất là cao. Do đó chúng ta cần phải quan tâm tầm soát những người
mà trước khi mà chúng ta cần phải sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch, những thuốc hóa trị ung thư. Và bên cạnh đó chúng ta cũng cần phải quan tâm đến cái tỷ lệ lây nhiễm từ mẹ sang con ở các cái quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm cao như Việt Nam của chúng ta. Vì vậy mà những phụ nữ có thai, chúng ta cũng cần phải quan tâm vấn đề tầm soát viêm gan virus B bên cạnh những cái bệnh lý mà có thể lây lan trong cái lúc mà thai kỳ, như là giang mai, và như trước kia mà chúng ta hay tầm soát, nhưng mà bây giờ người ta cũng chú ý là cần phải tầm soát viêm gan virus B ở phụ nữ có thai. Còn trẻ em là con của những bà mẹ bị viêm gan virus B cũng là những đối tượng nguy cơ mà chúng ta cần phải quan tâm tầm soát. Thì tiếp theo chúng tôi xin nhắc lại về cái ý nghĩa của các cái chỉ dấu huyết thanh của virus viêm gan B, để từ đó giúp chúng ta có thể chẩn đoán chính xác cái giai đoạn bệnh và có thể tiên lược cái khả năng tiến triển của bệnh. Thì đây là cái mô hình nói lên cái cấu trúc thông thường của cái virus viêm gan B. Nó gồm có cái lớp vỏ bọc ngoài được gọi là cái kháng nguyên bề mặt, người ta ký hiệu là HBsAg. Thì khi mà cái kháng nguyên này tồn tại ở trong máu của người bệnh, chứng tỏ là virus đang hiện diện trong cơ thể của chúng ta. Vì một khi mà virus xâm nhập vào trong tế bào gan thì nó sản xuất rất nhiều cái kháng nguyên bề mặt. Vì vậy kháng nguyên này nó sẽ được phóng thích rất nhiều ra ngoài máu. Vì vậy mà chúng ta có thể nhận diện cái người mà nhiễm virus gan B thông qua cái việc phát hiện HBsAg. Và cơ thể của chúng ta sẽ có một cái phương thức để đối kháng lại với virus bằng cách là sản xuất ra cái kháng thể anti-HBs. Và kháng thể này được xem như là kháng thể bảo vệ cho cái người bệnh không có bị nhiễm, tái nhiễm. Và khi mà chúng ta muốn dự phòng không bị viêm gan virus B thì chúng ta có thể tiêm cái vaccine có chứa kháng nguyên bề mặt để kích thích hệ miễn dịch cơ thể tạo ra cái kháng thể anti-HBs. Chính kháng thể này nó có vai trò, nó sẽ bao bọc xung quanh cái con virus, và chính vì vậy nó ngăn không cho virus xâm nhập vào trong tế bào gan, và từ đó virus sẽ bị các cái hệ thống miễn dịch cơ thể nó tiêu diệt. Đó là cái hình thức mà cơ thể chúng ta nó kháng lại với lại cái sự xâm nhập của virus viêm gan B vào trong cơ thể. Bên cạnh kháng nguyên bề mặt là HBsAg thì virus còn có một cái loại kháng nguyên thứ hai, đó là HBcAg. Cái kháng nguyên này thì hiện nay thì chúng ta chưa có thể phát hiện ở trong huyết thanh thông thường. Và cái kháng nguyên này thì nó sẽ lại được phát hiện thông qua sự hiện diện của một cái kháng thể đặc biệt, đó là anti-HBC. Anti-HBC là một kháng thể được sản xuất ra rất là sớm sau khi bệnh nhân bị nhiễm bệnh. Và trong thời kỳ đầu thì cơ thể chúng ta sản xuất cùng một lượt hai loại kháng thể anti-HBC, đó là IgM và IgG. Tuy nhiên IgM anti-HBC chỉ tồn tại trong máu của người bệnh trong cái thời gian dưới 6 tháng. Vì vậy nó là một cái dấu hiệu để mà chúng ta cần phải chẩn đoán là bệnh nhân đang trong thời kỳ nhiễm cấp tính. Và sau 6 tháng thì trong máu của người bệnh chỉ còn lại một cái kháng thể duy nhất là anti-HBC IgG. Và kháng thể này được xem như là một cái chỉ dấu quan trọng cho chúng ta biết là bệnh nhân đã có từng nhiễm virus viêm gan B trong quá khứ. Ngoài cái kháng nguyên HBCAg thì cái phần lõi của virus nó còn chứa đựng một cái loại kháng nguyên thứ ba, đó là kháng nguyên HBeAg. HBeAg nó có liên quan đến cái mức độ hoạt động của bệnh, tình trạng lây nhiễm cũng như là mức độ sinh sản của virus. Nếu mà trong máu của người bệnh có cái lượng HBeAg tăng cao hoặc là dương tính thì chứng tỏ là cái bệnh đang trong thời kỳ hoạt động và cái người bệnh có khả năng lây nhiễm rất là cao. Tôi lấy ví dụ như là nếu một phụ nữ có thai mà tình cờ phát hiện viêm gan virus B mà trong máu của cái bà mẹ mang thai đó mà có chứa HBeAg dương tính thì cái tỷ lệ lây nhiễm cho đứa bé rất là cao, có thể trên 90% nếu như đứa bé không được có những cái biện pháp phòng ngừa như là tiêm vaccine hoặc là tiêm các cái kháng thể thụ động để bảo vệ cho đứa bé. Chính vì vậy mà khi mà cái bệnh nó đang tiến triển thì chúng ta cần phải quan tâm đến cái kháng nguyên này để chúng ta dự đoán về cái khả năng hoạt động của bệnh. Và một khi cơ thể chúng ta nó sản xuất được cái kháng thể anti-HBe, tức là cơ thể chúng ta có thể kiểm soát bớt cái mức độ hoạt động của bệnh, thì như vậy thì cái bệnh nó cũng có khuynh hướng thuyên giảm. Tuy nhiên nó vẫn có những trường hợp khi bệnh đã tiến triển lâu ngày thì nó xảy ra một cái hiện tượng đột biến, nó không tạo được cái kháng nguyên HBeAg. Lúc đó thì trong máu bệnh nhân không có HBeAg
Nhưng mà thực chất virus vẫn còn đang tăng trưởng và có thể gây bệnh. Trường hợp đó người ta gọi là viêm gan virus B, mà có cái dạng đột biến ở cái tiền nhân hay là precursor mutant. Ngoài ra chúng ta thấy rằng là trong máu người bệnh còn có sự hiện diện của những cái chất liệu di truyền của virus, đó là HPV DNA. HPV DNA được đại diện như là một cái bản sao của con virus ở trong máu. Nếu mà chúng ta định lượng mà phát hiện là trong máu bệnh nhân có khoảng 10 mũ 6 copy trong 1 ml, chứng tỏ là trong máu bệnh nhân có khoảng 1 triệu con trong 1 ml máu. Thì cái xét nghiệm này một mặt là nó chứng minh sự hiện diện của virus, nhưng mà đồng thời nó cũng cho chúng ta biết là cái số lượng virus ở trong máu nhiều ít, và quá trình điều trị chúng ta cần phải theo dõi để đánh giá cái đáp ứng về điều trị. Như vậy thì vấn đề chẩn đoán viêm gan virus B đó thì chúng ta cũng sẽ dựa vào dấu hiệu lâm sàng cũng như là một vài những cái xét nghiệm cần thiết. Tuy nhiên chúng ta biết rằng là triệu chứng lâm sàng đó, như chúng ta thường nghĩ rằng là một khi bệnh nhân bị viêm gan là bệnh nhân phải có triệu chứng vàng da, vàng mắt, hoặc là đi tiểu vàng sậm, hoặc là đau tức hạ sừng phải. Tuy nhiên các triệu chứng điển hình này nó chỉ xảy ra khoảng 25% các trường hợp mà thôi, nhất là trong giai đoạn cấp. Còn đa số các trường hợp mà viêm gan virus B mãn tính thì thường là không có triệu chứng. Và chính vì vậy mà để chẩn đoán bệnh nhân có bị viêm gan thì trước tiên chúng ta phải có bằng chứng có hiện tượng hoại tử viêm ở gan, bằng cách là chúng ta sẽ làm cái xét nghiệm men gan, là cái men ALT và men AST. Thì thứ nhất là chúng ta thấy phát hiện các cái men này nó sẽ tăng. Và muốn chẩn đoán là bệnh nhân bị viêm gan virus B thì chúng ta phải cho một số những cái xét nghiệm tìm các cái chỉ dấu huyết thanh của viêm gan virus viêm gan B. Xét nghiệm về sinh thiết thì chủ yếu là để xác định mức độ hoạt động của bệnh cũng như là đánh giá tình trạng xơ hóa gan. Ngày nay thì chúng ta cũng có những cái kỹ thuật mà đơn giản, không xâm nhập, giúp đánh giá mức độ xơ hóa gan. Chúng ta có thể dùng cái phương pháp mà đo độ đàn hồi của gan như là FibroScan hoặc là ACFI để chúng ta đánh giá mức độ đàn hồi gan. Từ đó chúng ta có thể dự đoán được mức độ xơ hóa gan và giúp cho người bệnh có thể có một cái trị liệu thích hợp, và chúng ta không cần phải sinh thiết gan. Như vậy thì cái người bệnh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Một khi mà chúng ta điều trị viêm gan virus B đó thì chúng ta cũng sẽ có những cái dấu mốc để chúng ta có thể theo dõi cái đáp ứng về điều trị. Trước tiên muốn theo dõi đáp ứng về điều trị đó, chúng ta cần phải theo dõi về cái nồng độ của virus viêm gan B ở trong máu bằng cái xét nghiệm là HPV DNA. Và chúng ta có thể cho bệnh nhân làm cái xét nghiệm này sau 3 tháng điều trị, tức là khoảng 12 tuần, để chúng ta đánh giá coi có đáp ứng điều trị như thế nào. Như vậy thì cái sự mất HPV DNA được xem như là một cái kết điểm đầu tiên mà chúng ta cần phải đạt được trong quá trình điều trị. Tiếp theo đó, nếu mà bệnh nhân có HBG dương tính thì cái dấu mốc quan trọng thứ hai mà chúng ta cần phải theo dõi đó là HBAG. Và nếu mà bệnh nhân đã đáp ứng điều trị và đã có hiện tượng là chuyển huyết thanh HBE, tức là HBAG từ dương tính chuyển sang âm tính, và cơ thể bắt đầu xuất hiện cái kháng thể anti-HBE, tức là bệnh nó đã được khống chế, đã được kiểm soát rất là tốt. Khi mà HBAG âm tính thì muốn theo dõi tiếp cái đáp ứng về điều trị thì chúng ta cần phải theo dõi một cái chỉ dấu tiếp theo, đó là HBSAG. Và HBSAG chúng ta cần phải định lượng để đánh giá về cái mức độ giảm của các HBSAG. Và chính HBAG định lượng này là một xét nghiệm rất quan trọng giúp chúng ta có thể tiên lượng đáp ứng về điều trị cũng như là dự đoán những cái khả năng tiến triển hoặc là ung thư gan, có thể dựa vào những cái dấu hiệu này để chúng ta dự đoán được mức độ tiến triển ung thư gan sau này. Và cái mục tiêu mà chúng ta cần đạt được trong cái đề điều trị viêm gan virus B, tức là làm sao chúng ta loại bỏ được hoàn toàn HBSAG và cơ thể của người bệnh bắt đầu đã sản xuất được kháng thể anti-HBS, tức là đã có kháng thể bảo vệ, thì lúc đó cái người bệnh mới được an toàn trong vấn đề kiểm soát bệnh viêm gan virus B. Và ngoài những cái vấn đề mà theo dõi những chỉ dấu thông thường thì hiện nay người ta còn có một số những cái chỉ dấu khác để giúp chúng ta có thể tiên lượng đáp ứng về điều trị. Thứ nhất, chúng tôi xin giới thiệu về cái xét nghiệm mà định lượng HBSAG. Thì cái xét nghiệm này nó có một giá trị tiên lượng rất là tốt. Nếu như chúng ta thử máu của người bệnh theo dõi trong quá trình điều trị mà thấy cái nồng độ HPV DNA trên 2000 đơn vị trên ml,
và kèm theo cái lượng mà kháng nguyên bề mặt HBSAG lớn hơn hoặc là bằng 1000 đơn vị trong 1 ml thì chúng ta biết là bệnh nó đang còn trong giai đoạn hoạt động hoặc là nó tái hoạt động và cái khả năng kiểm soát vẫn chưa có được ổn định. Một khi mà bệnh nhân đã có mất HBAG, men gan trở về bình thường mà chúng ta theo dõi cái nồng độ HBSAG trong máu mà chúng ta thấy nó giảm, và đặc biệt là khi mà chúng ta định lượng bất kỳ một thời điểm nào đó mà chúng ta thấy cái nồng độ của cái kháng nguyên bề mặt HBSAG nhỏ hơn 200 đơn vị trên ml thì cái khả năng của người bệnh sẽ tiến triển rất là thuận lợi và có một cái tiên lượng tốt là có khả năng sẽ mất HBSAG trong thời gian gần. Tuy nhiên, cái kháng nguyên này cũng giúp cho chúng ta có thể theo dõi về cái đáp ứng và cũng như là tiên lượng của cái tiến triển ung thư gan. Người ta ghi nhận rằng là ở những người mà có nồng độ HBVNA nhỏ hơn 2000 đơn vị trên ml và cái nồng độ HBSAG dưới 1000 đơn vị trên ml thì khi mà theo dõi những bệnh nhân này trong vòng 20 năm thì cái tần suất mà có thể phát hiện ung thư gan là khoảng 2%. Nhưng mà nếu mà cái nồng độ của virus mà nó tăng cao và cái lượng kháng nguyên bề mặt HBSAG nó tăng trên 1000 đơn vị trên ml thì cái khả năng tiến triển của ung thư nó cũng tăng lên, có thể lên tới 8%. Và còn cái vấn đề liên quan giữa cái nồng độ HBSAG với lại cái ung thư gan thì khi mà cái tải lượng virus lớn hơn 2000 đơn vị thì chưa có những cái bằng chứng cụ thể. Bên cạnh những cái chỉ dấu huyết thanh mà thông thường chúng ta vừa trình bày thì chúng ta thấy rằng ngày nay với những cái sự phát triển của cái ngành xét nghiệm thì người ta đã triển khai được những cái xét nghiệm đặc biệt, người ta gọi là xét nghiệm HBCRAG, mà giống như là chúng ta vừa nghe cái phần giới thiệu của giáo sư Kính cho thấy cái xét nghiệm này là một cái loại xét nghiệm mới giúp chúng ta có thể tiên lượng cái sự tồn tại của cái bộ đoạn gen cccDNA của virus viêm gan B nằm ở trong nhân, và đây cũng được xem như là một cái chỉ dấu quan trọng giúp theo dõi về cái đáp ứng điều trị cũng như là cái khả năng mất HBSAG hoặc là cái tiên lượng ung thư sau này. Vì vậy cái chỉ dấu này cũng là một trong những chỉ dấu quan trọng mà trong tương lai người ta đang có những cái hướng nghiên cứu mới để tiên lượng cái đáp ứng về điều trị cũng như là khả năng tiến triển qua ung thư cũng như là tiến triển qua xơ gan của bệnh viêm gan virus B. Và tại Việt Nam thì chúng ta cũng đã có một số những cái hướng dẫn của Bộ Y tế trong vấn đề mà chẩn đoán cũng như là quản lý điều trị bệnh viêm gan virus B. Thì đầu tiên chúng ta có một cái hướng dẫn đầu tiên năm 2014 của Bộ Y tế được ban hành. Nhưng mà do cái sự phát triển của các cái thuốc mới cũng như là phát triển của những cái kỹ thuật xét nghiệm để giúp đánh giá tiên lượng, do đó mà Bộ Y tế và tiếp tục triển khai một cái hướng dẫn mới được công bố vào năm vừa qua, tức là 29 tháng 7 năm 2019. Thì chúng ta có một cái hướng dẫn mới của Bộ Y tế về cái cách chúng ta chẩn đoán cũng như là quản lý điều trị bệnh viêm gan virus B. Như vậy thì hiện nay chúng ta có rất nhiều những cái hướng dẫn điều trị của các cái quốc gia trên thế giới như là của châu Âu, châu Mỹ hoặc châu Á Thái Bình Dương. Nhưng mà chúng ta đang sống ở Việt Nam, do đó bắt buộc chúng ta vẫn phải theo những cái quy định và những hướng dẫn cụ thể của Bộ Y tế, được xem như đây là một cái hành lang pháp lý giúp chúng ta có thể chẩn đoán và điều trị và kiểm soát theo những cái điều kiện của Việt Nam. Thì chính vì vậy chúng tôi muốn giới thiệu về những cái cập nhật trong cái chẩn đoán bệnh viêm gan virus B cũng như là cách điều trị theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế được ban hành năm 2019 vừa qua. Thì đầu tiên là vấn đề chẩn đoán viêm gan virus B cấp. Thì muốn chẩn đoán viêm gan virus B cấp thì chúng ta thứ nhất là chúng ta dựa vào tiền sử, là bệnh nhân có thể có cái tiền sử truyền máu, tiêm chích, quan hệ tình dục không an toàn. Và thứ hai, về lâm sàng thì chúng ta biết là có một số ít trường hợp thì bệnh nhân có triệu chứng điển hình vàng mắt vàng da hoặc đau tức hạ sườn phải, nhưng mà đa số các trường hợp thì lại không có triệu chứng, vì một khi cái virus xâm nhập vào cơ thể đó, nó cái phản ứng của cơ thể nó tùy theo cái hệ miễn dịch cơ thể mà nó sẽ có những biểu hiện khác nhau. Đa số trường hợp thì lại không có triệu chứng, còn những cái thể điển hình thì nó chỉ xảy gặp trong một khoảng từ một cái tỷ lệ ngắn, tỷ lệ nhỏ, thì khoảng từ khoảng 25% trường hợp là bệnh nhân có tình trạng sốt, mệt mỏi, chán ăn, vàng da, vàng mắt,
cũng như là đau tức hạ sườn phải. Cái viêm gan B cấp có thể diễn tiến ở những cái thể nặng, gây ra tình trạng viêm gan bùng phát và dẫn đến suy gan cấp. Trên cận lâm sàng thì thứ nhất là chúng ta phát hiện là men gan nó tăng rất là cao, thường là trên 5 lần cái giá trị trên của mức bình thường. Về cái giá trị của bình thường, mức men gan bình thường đó, thì thông thường chúng ta dựa vào cái chỉ số là dưới 40 đơn vị trên lít. Nhưng mà gần đây thì các cái hiệp hội gan trên thế giới, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, người ta có khuyến cáo nên áp dụng một cái mức bình thường mới của cái men gan, đó là nam giới là khoảng 35 đơn vị trên lít, còn nữ là khoảng 25 đơn vị trên lít. Và như vậy chúng ta có thể căn cứ vào cái chỉ số này để chúng ta có thể có cái chỉ định điều trị thích hợp. Thứ hai là cái bilirubin trong máu có thể tăng khi bệnh nhân có vàng da. Và một cái chỉ dấu quan trọng để giúp chẩn đoán giai đoạn cấp, tức là chúng ta phải có phát hiện anti-HBC-IgM dương tính. Vì chúng ta biết rằng là cái kháng thể này nó tồn tại trong thời gian cấp tính, tức là dưới 6 tháng. Còn sau 6 tháng thì cái IgM này nó sẽ giảm đi và nó mất. Và thứ hai, chúng ta có cái bằng chứng sự hiện diện của virus trong cơ thể, được biểu hiện bằng cái xét nghiệm tìm cái kháng nguyên bề mặt là HBsAg dương tính. Và để chẩn đoán cái viêm gan virus B cấp tính thì chúng ta cũng cần phải phân biệt với lại một số các cái bệnh lý viêm gan do các tác nhân khác, như là do những cái virus viêm gan A, viêm gan E vân vân, hoặc là những cái tác nhân gây viêm gan do rượu, độc chất, viêm gan tự miễn, hoặc là những cái đợt bùng phát của viêm gan virus B mãn tính. Chúng ta biết là cái viêm gan virus B đặc biệt là nó có những cái giai đoạn tiến triển rất là bất thường. Có những giai đoạn viêm gan B mạng, nhưng mà có những cái đợt mà cái bệnh nó sẽ bùng phát lên cấp tính. Và cái triệu chứng nếu mà chúng ta không có biết bệnh nhân bị viêm gan từ trước, có khi chúng ta chẩn đoán nhầm là bệnh nhân bị viêm gan cấp, nhưng mà thật sự đó là cái đợt cấp trên nền viêm gan virus B mạng tính. Chúng ta cũng cần phân biệt với lại những cái bệnh cảnh khác như là tắc mật ngoài gan. Về điều trị viêm gan virus B cấp á, thì chúng ta biết là nếu như chúng ta nhiễm ở cái tuổi trưởng thành thì hầu như là trên 95% chúng ta có thể tự khỏi hoàn toàn và cơ thể chúng ta sản xuất được kháng thể anti-HBs. Còn ở những cái đứa trẻ nhỏ hoặc là bị nhiễm bệnh trong thời kỳ sơ sinh thì cái khả năng loại trừ virus nó rất là thấp, do đó cái đứa bé đó sẽ mang virus gần như là suốt đời. Để điều trị trong giai đoạn cấp thì chúng ta chủ yếu là điều trị hỗ trợ cho bệnh nhân nghỉ ngơi, một chế độ ăn hợp lý, hạn chế những thức ăn quá nhiều cái dầu mỡ, những chất kích thích, và đồng thời chúng ta có thể chờ đợi cơ thể chúng ta nó sẽ tự giải quyết cái bệnh viêm gan virus B vì khả năng tự hồi phục rất là cao. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt khi mà diễn tiến của bệnh nhân nó xảy ra một cách nặng nề và dữ dội và diễn tiến rất là nhanh trong cái thể viêm gan virus B tối cấp, hoặc là bệnh nhân xuất hiện những biểu hiện suy gan cấp như là có triệu chứng của bệnh não gan, bilirubin tăng trên 1.5 mg/dL, có rối loạn đông máu, hoặc là xu hướng bilirubin càng ngày càng tăng mà không kiểm soát được tốt, thì những trường hợp đó có thể nguy kịch, đe dọa tính mạng bệnh nhân. Vì vậy trong những trường hợp mà viêm gan mà tối cấp hoặc là có diễn tiến của cái suy gan thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng các cái thuốc kháng virus. Chúng ta có thể sử dụng entecavir, tenofovir hoặc là một cái dạng chế phẩm tenofovir mới, tức là tenofovir alafenamide. Để theo dõi đáp ứng về điều trị cũng như là diễn tiến bệnh thì chúng ta cần phải theo dõi về những cái triệu chứng lâm sàng, cái men gan và cái xét nghiệm đông máu. Và cứ mỗi 12 tuần và 24 tuần thì chúng ta phải lặp lại cái xét nghiệm HBsAg và anti-HBs để xem cái người bệnh có thể tự loại bỏ virus ra khỏi cơ thể hay chưa. Và chúng ta cần phải tư vấn tiêm phòng nếu như cái lượng kháng thể anti-HBs nó được tạo ra nhưng mà còn nhỏ hơn 10 đơn vị trên lít thì chúng ta có thể tiêm nhắc để mà có thể kích thích cái hệ thống miễn dịch cơ thể. Trường hợp thứ hai là viêm gan virus B mãn tính, khi mà cái bệnh nó tiếp tục tiến triển trong thời gian trên 6 tháng thì người ta gọi đó là cái viêm gan virus B mãn tính. Để chẩn đoán cái thể bệnh này thì chúng ta cũng sẽ dựa vào cái tiền sử bệnh nhân có những cái tiếp xúc với lại cái
người bệnh hoặc là đã được truyền máu, có tiêm chích ma túy hoặc là quan hệ tình dục không an toàn. Về lâm sàng thì cái triệu chứng của viêm gan B mạn thì thường cũng là không có triệu chứng rõ ràng, do đó rất khó nhận biết. Vì vậy thông thường người ta chủ yếu là dựa vào những cái chỉ dấu trên xét nghiệm huyết thanh. Thứ nhất là chúng ta có thể phát hiện có HBsAg dương tính hoặc là đồng độ HPV DNA dương tính trong thời gian trên hoặc là bằng 6 tháng. Hoặc là nếu mà chúng ta có cái xét nghiệm HBsAg dương tính đi kèm với lại anti-HBcIgM âm tính thì chứng tỏ là bệnh nhân đã bị nhiễm khá lâu, do đó mà cũng là một cái bằng chứng cho thấy tình trạng viêm gan nó đã chuyển sang giai đoạn mạn tính. Để điều trị viêm gan virus B mạn tính thì thật ra cho tới ngày nay người ta thấy đây là một cái điều trị không có hồi kết thúc, vì cái bệnh viêm gan virus B rất khó kiểm soát hoàn toàn trên lâm sàng. Chính vì vậy mà cái mục tiêu điều trị viêm gan virus B mạn tính, thứ nhất là chúng ta ức chế lâu dài sự sao chép, sự nhân lên của virus viêm gan B. Thứ hai là chúng ta sẽ cải thiện được chất lượng sống, ngăn ngừa cái diễn tiến của bệnh như là hạn chế mức độ tiến triển qua xơ gan hoặc là ung thư gan. Và thứ ba là chúng ta dự phòng cái lây truyền cho cộng đồng, bao gồm cái dự phòng lây truyền từ mẹ truyền sang con trong lúc sinh. Và thứ tư là chúng ta dự phòng những cái đợt bùng phát của bệnh viêm gan virus B mạn tính. Do đó mà để điều trị viêm gan virus B đó, cái mục tiêu là chúng ta cố gắng làm sao kiểm soát tốt mức độ hoạt động của bệnh để giúp cho chúng ta ổn định cái triệu chứng lâm sàng và hạn chế biến chứng. Do đó mà cái điều trị viêm gan virus B là chủ yếu là kiểm soát bền vững cái virus. Để đạt được cái vấn đề điều trị viêm gan virus B mạn tính có hiệu quả thì chúng ta có thể sử dụng các cái thuốc kháng virus. Thì cái thuốc chọn lựa đầu tay đó là những thuốc kháng virus mà cái dạng mà tương tự nucleoside hoặc nucleotide. Còn những cái thuốc mà tiêm chích như là peginterferon nó được chỉ định trong một số trường hợp đặc biệt, vì cái khả năng đáp ứng điều trị cũng nó tùy thuộc vào rất nhiều những cái điều kiện, như là phải là người trẻ có cái men gan tăng cao và số lượng virus không quá cao thì chúng ta sử dụng các cái thuốc và peginterferon thì mới đạt được hiệu quả. Tuy nhiên tỷ lệ đáp ứng điều trị nó cũng chỉ vào khoảng từ 30 đến gần 40% mà thôi. Và chính vì vậy, điều trị viêm gan virus B bằng các cái thuốc mà kháng virus đường uống được xem như là một cái điều trị mà chủ đạo trong kiểm soát cái bệnh viêm gan virus B mạn tính. Vì cái điều trị này là một cái điều trị lâu dài, do đó chúng ta cần phải giải thích cho người bệnh hiểu rõ về cái tầm quan trọng của việc tuân thủ điều trị. Vì nếu mà bệnh nhân đang điều trị ổn định mà ngưng thuốc giữa chừng có thể gây ra những cái biến chứng bùng phát của bệnh viêm gan và làm cho bệnh nhân suy gan cấp tính, có thể dẫn đến tử vong. Do đó mà trước khi điều trị, công việc đầu tiên khá quan trọng đó là chúng ta cần phải tư vấn cho người bệnh trước khi điều trị hiểu được rõ về cái tầm quan trọng của vấn đề tuân thủ, và chúng ta cũng phải giải thích cho người bệnh biết rõ vấn đề điều trị chủ yếu là để kiểm soát cho virus không hoạt động, để cho cái gan chúng ta nó không bị tổn thương, và phải có một cái sự liên hệ mật thiết, quan hệ giữa cái sự mà gắn kết giữa thầy thuốc với bệnh nhân trong vấn đề quản lý theo dõi. Vì nếu bệnh nhân không chấp hành đúng về điều trị thì có thể dẫn đến những cái biến chứng rất nặng và đe dọa tử vong. Những xét nghiệm mà chúng ta cần làm trước khi điều trị là, thứ nhất là chúng ta cần phải đánh giá về tình trạng chức năng gan và chức năng của các cái cơ quan khác, đặc biệt là thận. Thì chúng ta cần phải làm xét nghiệm như công thức máu, men gan ALT, AST, xét nghiệm chức năng gan cơ bản như là albumin, bilirubin, chức năng đông máu cũng như là creatinine. Và bên cạnh đó chúng ta cũng phải đánh giá tình trạng xơ hóa gan bằng những cái xét nghiệm đơn giản như là siêu âm bụng, chúng ta làm cái xét nghiệm FibroScan, hoặc là chúng ta tính cái tỷ số APRI để mà dự đoán mức độ xơ hóa gan. Và bên cạnh đó chúng ta cũng cần phải loại trừ một số các cái bệnh lý đồng nhiễm như là anti-HCV, HIV, vân vân, để chúng ta tiên lượng khả năng đáp ứng về điều trị và cũng như là phải tầm soát mức độ ung thư gan. Thì chúng tôi xin giới thiệu về cái hướng dẫn của Bộ Y tế được ban hành năm 2019 về cái lưu đồ mà chúng ta chẩn đoán và điều trị cái viêm gan virus B mạn tính. Thì trước tiên quyết định điều trị thì đầu tiên chúng ta cần phải đánh giá bệnh nhân đã bị xơ gan hay chưa.
chúng ta có thể dựa vào cái lâm sàng là xem bệnh nhân có dấu hiệu suy tế bào gan như là có dấu hiệu sao mạch, lòng bàn tay son, chúng ta khám để phát hiện coi cái bờ gan cũng như là tình trạng của dấu hiệu suy tế bào gan như là bán bùn, lách to vân vân. Tiếp theo là chúng ta có thể làm những cái xét nghiệm đánh giá mức độ xơ hóa gan, chẳng hạn là chúng ta làm cái tỷ số APRI, hoặc là đơn giản hơn là chúng ta cho bệnh nhân làm xét nghiệm đo đồ đặn hồi gan như là FibroScan. Và khi kết quả trả lời là F4, chứng tỏ là bệnh nhân đã bị xơ gan. Chúng tôi cũng cần lưu ý rằng nếu kết quả bệnh nhân ở giai đoạn F2, F3 thì chưa hẳn kết luận là xơ gan, chỉ là mức độ tiến triển xơ hóa có thể diễn tiến nặng, nhưng mà bệnh nhân chưa thật sự là đã bị xơ gan. Chỉ khi nào kết quả là F4 thì bệnh nhân mới được chẩn đoán chính xác là xơ gan. Và khi đã có xơ gan rồi, dù là còn bù hay là mất bù, thì chúng ta phải khởi động ngay cái điều trị kháng virus. Như vậy chúng ta thấy rằng quan trọng nhất trong vấn đề chẩn đoán và đánh giá điều trị là đầu tiên chúng ta phải xác nhận bệnh nhân có bị xơ gan hay chưa. Nếu đã có xơ gan thì chúng ta phải khởi động điều trị ngay. Còn trong trường hợp mà bệnh nhân chưa bị xơ gan, tức là ở giai đoạn F2 hoặc là F3, thì vấn đề quyết định điều trị nó còn tùy thuộc vào một vài những cái dữ kiện tiếp theo. Thứ nhất là chúng ta dựa vào men gan. Nếu men gan bệnh nhân tăng cao trên gấp 2 lần giá trị bình thường, mức độ xơ hóa gan ở mức độ từ F2 trở lên và cái nồng độ virus cao, tức là khi mà bệnh nhân có HBG dương tính thì nồng độ virus phải lớn hơn 20.000 đơn vị trên ml, hoặc là khi HBG âm tính thì nồng độ virus phải là lớn hơn 2.000 đơn vị trên ml, thì những trường hợp đó chúng ta mới có chỉ định dùng các thuốc kháng virus. Còn các trường hợp còn lại, chúng ta có thể theo dõi và tiếp tục đánh giá tình trạng tiến triển của bệnh. Vì nó chưa có chỉ định, chúng ta cần phải sử dụng các cái thuốc kháng virus ngay. Và một trường hợp thứ ba là những trường hợp đặc biệt, những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ cao, đó là những bệnh nhân ở cái độ tuổi trên 30 tuổi, men gan tăng cao mà kéo dài, nồng độ virus cao trên 20.000, nhưng mà những bệnh nhân này có tiền sử gia đình đã bị xơ gan hoặc là ung thư rồi, thì chúng ta cần phải điều trị kháng virus. Thì những bệnh nhân này được xem như là đối tượng nguy cơ dễ tiến triển qua tình trạng ung thư hoặc là tiến triển xấu dẫn đến tình trạng xơ gan nặng hơn, do đó chúng ta cần phải điều trị sớm hơn. Để điều trị viêm gan virus B thì chúng ta có thể chọn lựa một số những cái thuốc. Thứ nhất, những thuốc đầu tai là tenofovir, cái thế hệ cũ đó là tenofovir disoproxil fumarate, hay ta viết tắt là TDF. Thì cái thuốc này đó thì chúng ta sử dụng một viên 300mg một ngày. Và chúng ta cần lưu ý thuốc có thể ảnh hưởng trên chức năng thận, do đó chúng ta phải theo dõi thường xuyên mỗi 3 tháng về cái chức năng thận. Và đặc biệt là ở trẻ em thì thuốc chỉ được sử dụng cho những cái đối tượng trẻ em trên 12 tuổi và có cân nặng trên 35kg. Và cái liều lượng lúc bấy giờ thì gần như là liều lượng như người lớn. Tác dụng phụ và chúng ta cần lưu ý có thể ảnh hưởng trên chức năng thận, có thể gây ra tình trạng loãng xương hoặc là nhiễm toan axit lactic. Và những cái trường hợp mà thứ hai là chúng ta có thể sử dụng cái thuốc thứ hai là entecavir với cái liều lượng là 0.5mg trong một ngày. Đặc biệt nếu bệnh nhân đã sử dụng cái lamivudine từ trước thì người ta rất là lo ngại cái tình trạng đề kháng chéo với lamivudine. Thì những trường hợp mà đã có kháng lamivudine hoặc đã sử dụng lamivudine từ lâu thì khi chuyển sang entecavir thì thường người ta sử dụng cái liều cao hơn, tức là 1mg mỗi ngày. Đối với những bệnh nhân đã có suy thận thì chúng ta cũng cần phải điều chỉnh liều theo mức độ lọc của cầu thận. Và cái thuốc entecavir thì có thể sử dụng cho trẻ em ở cái tuổi nhỏ hơn, nhưng mà phải ở độ tuổi trên 2 tuổi trở lên thì chúng ta mới có chỉ định sử dụng thuốc. Thuốc thứ ba là một cái chế phẩm mới của tenofovir, đó là tenofovir alafenamide, thì ta viết tắt là TAF. Đây là một cái dạng chế phẩm mới, nó được ra đời để đáp ứng với lại cái việc điều trị cho những cái đối tượng đặc biệt. Thứ nhất là đối tượng đã có biểu hiện suy thận, hoặc là những người cao tuổi có nguy cơ suy thận, loãng xương, hoặc là có những bệnh nhân có bệnh lý về xương khớp, thì chúng ta nên ưu tiên chọn lựa cái tenofovir alafenamide với cái hàm lượng nó là 25mg uống mỗi ngày. Thì cái thuốc này chúng ta không cần phải giảm liều đối với bệnh nhân bị suy thận nhẹ, vừa hoặc là nặng, hoặc là đang được lọc máu, đã chạy thận định kỳ,
thì chúng ta vẫn sử dụng cái thuốc này an toàn. Cũng tương tự với tenofovir thì thuốc cũng chỉ định cho ở trẻ trên 12 tuổi với cái liều lượng tương tự như ở người lớn. Còn các cái thuốc tiêm chích như là peg interferon thì được chỉ định cho một vài cái đối tượng đặc biệt, nhất là ở người trẻ, phụ nữ có cái nồng độ virus không quá cao và cái lượng men gan tăng thì chúng ta mới cần sử dụng các cái thuốc này, vì cái khả năng đáp ứng điều trị của nó cũng chỉ vào khoảng từ 30-40%, liều lượng là khoảng 180mg trong mỗi tuần. Tuy nhiên cái thuốc này hiện tại trên thị trường Việt Nam của chúng ta cũng bắt đầu đã hạn chế sử dụng, vì cái thuốc nó cũng không được lưu hành một cách ổn định và thường xuyên. Về thời gian về điều trị thì thứ nhất là đối với lại các cái thuốc mà kháng virus bằng đường uống thì chúng ta sẽ điều trị cho một số đối tượng. Thứ nhất là bệnh nhân xơ gan thì hầu như chúng ta phải điều trị gần như là kéo dài suốt đời. Đối với nhân bị chưa xơ gan thì chúng ta có thể xem xét cái thời điểm có thể ngưng thuốc, với điều kiện chúng ta phải đảm bảo cái tính an toàn khi ngưng thuốc. Trong trường hợp bệnh nhân có HBAG dương tính thì chúng ta phải tiếp tục sử dụng thuốc cho đến khi nào mà mất HBAG, thì chúng ta phải tiếp tục điều trị thêm trong cái thời gian ít nhất là 1 năm, tức là 12 tháng. Sau đó thì chúng ta phải tiếp tục theo dõi bệnh nhân để xem coi cái đáp ứng điều trị và sau khi ngưng thuốc thì có thể khả năng tái phát hay không. Trong trường hợp HBG âm tính thì hầu như là vấn đề điều trị nó không có một cái thời gian ngừng, mà chúng ta phải tiếp tục điều trị và theo dõi đến khi nào mà mất HBG là cái thời điểm an toàn nhất để chúng ta có thể chấm dứt điều trị. Vì cái khả năng bùng phát, khả năng tái phát của virus rất là cao. Nếu như mà chúng ta chưa kiểm soát tốt virus mà chúng ta ngừng thuốc sớm thì khả năng diễn tiến là sẽ xấu đi và có thể bệnh nhân có những cái đợt viêm gan bùng phát và đe dọa tính mạng. Nếu không đo được nồng độ HBV DNA thì chúng ta cũng có thể theo dõi HBSAG. Khi nào mà HBSAG nó mất ít nhất là 1 năm, tức là 12 tháng, thì chúng ta có thể có xem xét cái chuyện mà ngưng điều trị. Và ngoài ra ngày nay người ta còn có một cái chỉ dấu mới, đó là HBCRAG, tức là cái kháng nguyên liên quan đến cái phần lõi của virus. Thì cái chỉ dấu này được xem như là một cái chỉ dấu quan trọng giúp chúng ta có thể dừng điều trị. Nếu như cái chỉ dấu này nó âm tính thì chúng ta có thể yên tâm tạm dừng cái điều trị và tiếp tục theo dõi bệnh nhân. Như vậy thì khi ngưng điều trị thì chúng ta vẫn phải tư vấn bệnh nhân là bệnh nhân chưa hoàn toàn là khỏi hẳn đâu, mà bệnh nhân chỉ mới kiểm soát ổn định của bệnh và bệnh nhân này vẫn tiếp tục được theo dõi chặt chẽ. Đối với trường hợp mà tiêm interferon thì cái thời gian điều trị là 48 tuần, sau thời gian đó chúng ta vẫn phải tiếp tục theo dõi định kỳ để xem cái tình trạng tái phát hay không. Một vài trường hợp đặc biệt chúng ta cần lưu ý, nếu mà bệnh nhân bị đồng nhiễm HPV và HCV cùng một lúc thì chúng ta cân nhắc về vấn đề ưu tiên chọn lựa điều trị virus nào là chúng ta sẽ ưu tiên. Thì trong thông thường thì chúng ta sẽ điều trị viêm gan virus C khi bệnh nhân đã có cái bằng chứng nhiễm virus viêm gan C hoạt động. Vì thời gian điều trị viêm gan C ngày nay thì nó được hạn chế trong vòng 3 tháng có thể kiểm soát dứt điểm virus. Do đó chúng ta ưu tiên chọn lựa điều trị viêm gan virus C. Còn chúng ta chỉ điều trị viêm gan B đồng thời khi bệnh nhân có những dấu hiệu của tình trạng viêm gan B cũng đang tiến triển. Do đó mà lượng virus tăng cao, nó có những cái dấu hiệu của cái tiến triển của bệnh thì chúng ta có thể điều trị đồng thời. Còn trong trường hợp mà chúng ta đã điều trị khỏi viêm gan virus C bằng thuốc kháng virus trực tiếp thì chúng ta vẫn phải tiếp tục theo dõi về cái nồng độ men gan cũng như là HBV DNA mỗi 4 đến 8 tuần sau khi chúng ta ngưng thuốc, để mà chúng ta có thể xem coi cái mức độ tái hoạt động của viêm gan virus B hay không. Vì người ta thấy rằng là sau khi đã điều trị khỏi viêm gan virus C thì viêm gan virus B có thể nó sẽ có tái hoạt động và nó gây ra tiến triển của bệnh. Do đó chúng ta cần phải tiếp tục theo dõi. Và chúng ta sẽ khởi động điều trị viêm gan virus B khi nồng độ virus tăng trên 10 lần cái mức ban đầu, và cái nồng độ của hoặc là cái lượng HBV DNA nó lớn hơn 1000 EU trong 1 ml. Và nếu mà chúng ta chưa có kết quả của cái nồng độ virus trước đó. Đối với nhân mà đồng nhiễm HIV thì chúng ta sẽ điều trị cái phác đồ điều trị các thuốc kháng HIV, và đặc biệt trong phác đồ đó bao giờ cũng phải có tenofovir, TDF hoặc là TAF. Đối với nhân đồng nhiễm HBV và HDV
thì chúng ta hiện tại thị trường Việt Nam chúng ta thì chúng ta chưa có thuốc đặc trị đối với HDV mà chúng ta có thể sử dụng điều trị bằng cái thuốc tắc interferon, vì nó có thể kiểm soát được cái cả hai virus, đồng thời chúng ta phối hợp thêm với lại entecavir hoặc là tenofovir. Khi mà ở những phụ nữ có thai thì chúng ta cần phải theo dõi sát tình trạng của bệnh nhân và chúng ta có thể là tiếp tục điều trị, khi mà chúng ta sẽ chỉ dùng cái TDS khi mà thật sự cần thiết. Vì giai đoạn mà bệnh nhân đang có thai thì chúng ta cần phải cân nhắc về cái lợi ích của việc điều trị với cái vấn đề tiến triển của bệnh. Nếu chưa có chỉ định thì chúng ta tiếp tục theo dõi và điều trị dự phòng cái lây nhiễm cho con. Thì thường là vào cái tuần lễ thứ 26 hoặc 28 trở đi thì chúng ta có thể cân nhắc điều trị viêm gan virus B cho những cái đối tượng bệnh nhân phụ nữ có thai mà có tải lượng virus cao và HBG dương tính, thì chúng ta xem xét vấn đề dùng cái tenofovir để hạn chế cái mức độ lây nhiễm cho đứa bé. Ở trẻ em thì chúng ta cần phải xem xét cẩn thận và loại trừ các nguyên nhân tăng men gan và chỉ định sử dụng thuốc. Thì tenofovir chúng ta chỉ sử dụng cho ở trẻ em trên 12 tuổi và entecavir là ở trẻ em trên 2 tuổi. Trên những bệnh nhân bị ung thư gan, chúng ta vẫn phải tiếp tục điều trị viêm gan B bằng cái tenofovir hoặc entecavir song song với là các cái biện pháp điều trị ung thư. Còn những bệnh nhân mà chuẩn bị sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch hoặc là hóa trị ung thư hoặc là chuẩn bị ghép tạng thì chúng ta bắt buộc phải tầm soát bệnh nhân có bị nhiễm virus viêm gan B để mà chúng ta có thể có cái phương pháp điều trị dự phòng cái tình trạng tái phát bệnh, như là chúng ta khởi động điều trị cái tenofovir, TAF hoặc là entecavir trong cái thời gian mà bệnh nhân sử dụng các cái thuốc mà ức chế miễn dịch, hóa trị ung thư, và tiếp tục trong cái duy trì cái tình trạng mà sau khi ngưng thuốc là chúng ta phải tiếp tục dùng thuốc kháng virus trong vòng từ 6 đến 12 tháng. Những cái đợt bùng phát viêm gan virus B mãn tính thì chúng ta có thể điều trị bằng cái tenofovir hoặc entecavir và chúng ta theo dõi tình trạng suy gan cấp cũng như là tư vấn vấn đề ghép gan nếu diễn tiến bệnh nhân nó càng ngày càng tiến triển nặng hơn, suy gan có thể đe dọa tính mạng bệnh nhân thì chúng ta sẽ xem xét chỉ định ghép gan cho bệnh nhân. Còn các trường hợp còn lại thì dĩ nhiên chúng ta cần có những cái hội chẩn chuyên môn đối với các chuyên gia về truyền nhiễm hoặc là các cái chuyên gia về bệnh lý về gan để chúng ta có thể có những phương pháp điều trị thích hợp, cá thể hóa cho từng trường hợp. Thì trên đây là một số những cái hướng dẫn cập nhật trong vấn đề chẩn đoán bệnh viêm gan virus B mãn tính cũng như là cấp tính. Chúng tôi hy vọng những cái thông tin này là những cái thông tin hữu ích giúp cho tất cả các đồng nghiệp chúng ta có thể hiểu rõ hơn về những cái hướng dẫn về điều trị và cũng như là chẩn đoán để chúng ta có thể áp dụng cho cái thực hành lâm sàng đạt kết quả hiệu quả nhất. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả các quý vị. Và xin chúc toàn thể quý vị được dồi dào sức khỏe và tiếp tục làm công tác tốt. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin trân trọng cảm ơn phần chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Bùi Hữu Hoàng. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần thảo luận. Ban tổ chức rất mong nhận được sự tham gia và đóng góp tích cực của các quý bác sĩ. Quý bác sĩ có thể đặt câu hỏi trực tiếp qua hệ thống Webplex theo hướng dẫn như đang hiển thị trên màn hình. Và trong thời gian chờ các câu hỏi của các quý bác sĩ, chúng ta cùng xem một video giới thiệu về sản phẩm điều trị viêm gan B với hoạt chất tenofovir alafenamide 25mg có tên gọi là TAPSEP, một sản phẩm mới đến từ công ty Astra Pharma. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, hiện nay có khoảng 250 triệu người nhiễm viêm gan B mạn và mỗi năm có khoảng gần 900.000 ca tử vong do viêm gan B trên thế giới. Việt Nam nằm trong vùng dịch tễ lưu hành cao của viêm gan siêu B với tỷ lệ nhiễm khoảng 8% và ước tính có khoảng hơn 8 triệu người nhiễm viêm gan B mạn. Thế giới liên tục cho ra đời các thuốc điều trị viêm gan B, trong đó tenofovir alafenamide TAP là thuốc điều trị viêm gan siêu B mới nhất được phát minh năm 2016. Tenofovir alafenamide TAP có những cải tiến vượt trội hơn so với một dạng tiền chức khác của tenofovir là tenofovir disoproxil fumarate với thời gian bán thải dài và bền vững hơn trong huyết tương. Tenofovir alafenamide TAP được chứng minh giúp tối ưu việc phân bố chọc lọc tenofovir hoạt tính đến tế bào gan so với TDF, giảm đến 90% độc độ tenofovir hoạt tính trong huyết tương so với TDF, qua đó giảm phơi nhiễm tenofovir toàn thân, giảm các tác dụng bất lợi cho thận và xương. Nghiên cứu 108-110.
nghiên cứu đối chứng, ngẫu nhiên, bù đôi, đánh giá hiệu quả và an toàn của việc sử dụng tenofovir anafenamide 25mg so với TDF 300mg trên gần 1.300 bệnh nhân viêm gan B mãn tính sau 3 năm điều trị. Tenofovir anafenamide TAP đã chứng minh hiệu quả kháng virus mạnh mẽ ở trên cả hai đối tượng bệnh nhân viêm gan siêu vi B mạn với HBeAg âm tính và HBeAg dương tính trong 3 năm điều trị. Tenofovir anafenamide TAP cũng được chứng minh giúp cải thiện tỷ lệ bình thường hóa men gan ALT so với TDF trên cả hai đối tượng bệnh nhân viêm gan B mãn tính với HBeAg âm tính và HBeAg dương tính. Nghiên cứu cũng chỉ ra thuộc tính rất quan trọng của tenofovir anafenamide TAP, đó là không xuất hiện đề kháng thuốc sau 3 năm điều trị. Tenofovir anafenamide TAP được chứng minh giúp cải thiện các thông số an toàn trên thận so với TDF. Trên nhóm đối tượng bệnh nhân được chuyển đổi từ TDF sang sử dụng TAP ở tuần thứ 96, eGFR tăng theo thời gian, hay nói cách khác, đã có sự cải thiện về eGFR khi chuyển đổi từ TDF sang TAP. Tenofovir anafenamide TAP cũng được chứng minh giúp cải thiện các thông số an toàn trên xương so với TDF, đặc biệt ít ảnh hưởng đến mật độ xương ở xương cột sống và xương hông. Tương tự như những gì chúng ta đã thấy với dữ liệu an toàn về thận, sau khi chuyển đổi từ TDF 300mg sang TAP 25mg ở tuần 96, mật độ xương tăng theo thời gian hay nói cách khác, có sự cải thiện về mật độ xương trên nhóm bệnh nhân này. Nghiên cứu 4018 chuyển đổi thuốc sử dụng từ TDF 300mg sang TAP 25mg. Nghiên cứu đối chứng, ngẫu nhiên, bù đôi đánh giá hiệu quả và an toàn của việc chuyển đổi thuốc từ sử dụng TDF 300mg sang tenofovir anafenamide 25mg trên gần 500 bệnh nhân viêm gan B mạn sau 1 năm điều trị. Bệnh nhân chuyển đổi từ TDF sang TAP vẫn duy trì được tỷ lệ ức chế virus cao, tỷ lệ men gan ALT bình thường hóa được cải thiện hơn so với nhóm duy trì với TDF. Bệnh nhân chuyển đổi từ TDF 300mg sang TAP 25mg giúp cải thiện chức năng thận. Sau 48 tuần điều trị, nhóm bệnh nhân chuyển đổi sang TAP có sự thay đổi trung bình eGFR là tăng 0,9 ml mỗi phút, trong khi ở nhóm tiếp tục duy trì với TDF 300mg tương ứng là giảm 2,7 ml mỗi phút. Tương tự sự cải thiện trên thận, nhóm bệnh nhân được chuyển đổi sang sử dụng TAP 25mg cũng cho thấy những cải thiện mật độ xương. Sau 48 tuần điều trị, mật độ xương BMD ở xương cột sống và xương hông ở nhóm chuyển đổi sang TAP tăng lần lượt 1,7% và 0,7%, trong khi ở nhóm tiếp tục duy trì với TDF 300mg tương ứng là giảm 0,1% và 0,5%. Với hiệu quả và an toàn được chứng minh thuyết phục, tenofovir anafenamide TAP 25mg đã nhanh chóng được khuyến cáo là sản phẩm ưu tiên lựa chọn hàng đầu trong các hướng dẫn điều trị viêm gan B mạn như hướng dẫn của Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh gan Châu Âu EASL năm 2017, hướng dẫn của Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh gan Hoa Kỳ AASLD năm 2018 và mới đây nhất là hướng dẫn của Bộ Y tế Việt Nam năm 2019. Trong hơn một thập kỷ vừa qua, Astra Pharma, một công ty thành viên của RV Group, luôn là nhà tiên phong trong lĩnh vực cung cấp các thuốc điều trị viêm gan siêu vi B tại Việt Nam. Astra Pharma liên tục là đơn vị đầu tiên cung cấp những sản phẩm dược phẩm điều trị mới nhất với chất lượng cao được chứng minh tương đương sinh học cho bệnh nhân Việt Nam, với sứ mệnh vì một Việt Nam không viêm gan siêu vi B. Tiếp tục với truyền thống và sứ mệnh đó, chúng tôi vinh dự được tiếp tục đồng hành cùng các chuyên gia y tế và người dân Việt Nam với thuốc điều trị viêm gan siêu vi B mạn mới nhất tenofovir anafenamide TAP 25mg với tên gọi TAPSEP. Sản phẩm được dự quyền công nghệ và cấp phép sản xuất từ GDS, công ty công nghệ sinh học hàng đầu thế giới từ Hoa Kỳ. TAPSEP với hoạt chất tenofovir anafenamide 25mg là sự lựa chọn đầu tay cho viêm gan siêu vi B mạn được chứng minh lâm sàng với hiệu quả kháng virus mạnh mẽ tương đương với TDF 300mg, an toàn hơn trên thận và xương, đặc biệt cho những bệnh nhân chuyển đổi thuốc sử dụng từ TDF 300mg sang TAP 25mg, là thuốc kháng virus điều trị viêm gan B mạn duy nhất không cần điều chỉnh đều trên bệnh nhân suy thận.
Và sau đây chúng ta cùng đến với phần thảo luận. Em xin mời giáo sư Kính sẽ điều phối cho cái phần thảo luận. Chúng ta đã có khá là nhiều câu hỏi từ các bác sĩ, từ các khắp nơi gửi về ạ. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Trước hết tôi phải xin cảm ơn giáo sư Hoàng đã cập nhật rất đầy đủ và toàn diện cái quyết định 3310 của Bộ Y tế để hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm gan B tại Việt Nam, sau khi chúng ta đã có cái tham khảo của các quyết định hướng dẫn của EASN, rồi ASEAN và APASEAN. Ở đây cũng là cái hướng dẫn mới nhất mà chúng ta hiện nay cũng đã bắt đầu áp dụng ở tại Việt Nam, kể cả những cái phương tiện ví dụ như làm xét nghiệm HPCRAG chúng ta cũng đã cập nhật được vào trong cái hướng dẫn này. Thế thì bây giờ tôi và anh Hoàng sẽ cùng phối hợp để trả lời các câu hỏi của các bạn ở các đầu cầu. Phải nói là thời gian thì còn rất là ngắn, đúng không? Và chúng ta thì cũng hy vọng là chúng ta sẽ hỏi chủ yếu vào cái công tác điều trị để chúng ta có thể chia sẻ được kinh nghiệm với nhau, đúng không? Câu thứ nhất, về cái thống kê hiện tại Việt Nam đang có khoảng hơn 10 triệu người bị viêm gan B mạn và đang tăng lên theo hàng năm. Giải pháp lâu dài Việt Nam là gì để có thể giảm được tỷ lệ viêm gan B? Thì câu này chúng tôi phải trả lời thế này. Ở Việt Nam của chúng ta thì được xếp vào loại cái nhóm nước mà có cái tỷ lệ nhiễm viêm gan B mãn tính cao. Đấy, và cần đòi hỏi có một cái chiến lược để mà phòng chống viêm gan B. Và hiện nay Bộ Y tế đã ban hành cái chiến lược phòng chống viêm gan B đến năm 2030. Đấy, và tầm nhìn cho đến thậm chí năm 2050. Và trong đó thì các giải pháp cơ bản chúng ta phải làm hiện nay là gì? Một ấy là ưu tiên cho cả hai vấn đề là phòng và điều trị. Trước hết là về phòng bệnh thì hiện nay chúng ta đã có vaccine viêm gan B và vaccine viêm gan B đã đưa vào trong chương trình tiêm chủng mở rộng và chúng ta tiêm cho 100% các cái đứa trẻ sinh ra ở đất nước Việt Nam này. Còn ở theo khoa học thì mẹ HBsAg dương tính thì mới tiêm cho con, nhưng mà bởi vì việc xét nghiệm cho các bà mẹ ở Việt Nam không phải là chỗ nào cũng thực hiện được, cho nên là trong chương trình tiêm chủng mở rộng thì tất cả những trẻ sơ sinh đẻ ra từ người mẹ nào cũng thế, chúng ta đều cho tham gia vào trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Và chính nhờ cái chương trình tiêm chủng mở rộng như vậy cho nên trong suốt nhiều năm chúng ta đều đạt được trên 95% số trẻ em sinh ra là được tiêm phòng bằng vaccine viêm gan B. Đấy, và hiện nay thì cái tỷ lệ viêm gan B ở trẻ em, đặc biệt là trẻ em dưới 2 tuổi đấy, thì chỉ còn có 1,2-1,3% thôi, và chúng ta đang cố gắng tiến tới là đạt được cái 99% là tiêm phòng, thì cái tỷ lệ này dương tính ở trẻ con sẽ là dưới 1%. Và các bạn lưu ý rằng cái viêm gan B ở Việt Nam đấy chủ yếu là lây từ mẹ sang con. Đấy, còn bây giờ thì khi cái chương trình này đã giành được cái thắng lợi nhất định thì chúng ta lại tập trung sang vấn đề là gì? Điều trị dự phòng viêm gan B từ mẹ sang con. Và với hai cái bối cảnh, nếu như phát hiện viêm gan B và có đủ tiêu chuẩn điều trị thì mặc dù là có thai thì chúng ta vẫn phải điều trị rồi. Còn nếu như chưa cần phải điều trị ngay mà chúng ta theo dõi thì chúng ta có thể thực hiện cái dùng thuốc dự phòng điều trị cho bà mẹ từ tuần thứ 24 đến tuần thứ 28. Còn nếu như mà phát hiện muộn hơn trong cái thời điểm này thì chúng ta phải điều trị dự phòng lây truyền HPV từ mẹ sang con cho đến khi là sau đẻ, và thậm chí là đứa trẻ được đến 12 tuần tuổi thì chúng ta xét nghiệm cho cả mẹ và con để chúng ta xem là cái nguy cơ hoặc là tỷ lệ trong trẻ con có bị lây từ mẹ sang hay không. Và những đứa trẻ như vậy đương nhiên là khi đẻ ra chúng ta phải dùng kết hợp vừa tiêm vaccine trong vòng 4 giờ nhưng vừa tiêm immunoglobulin cho trẻ để chúng ta ngăn chặn cái lây truyền sang cho con. Vấn đề thứ ba là tổ chức điều trị cho các bệnh nhân mà phát hiện có viêm gan B mãn tính, và đặc biệt là các cái tiêu chí điều trị đã rất rõ ràng trong cái hướng dẫn quốc gia rồi. Và ở đây tôi chỉ nói tóm lại là gì, có HBsAg dương tính trên 6 tháng, thế rồi có HBAg dương tính hoặc âm tính, và đặc biệt là cái tải lượng virus, nếu như HBAg âm tính thì trên 14, và nếu mà HBAg dương tính thì trên 15. Đấy, thì đấy là cái mà chúng ta đã có hướng dẫn rất là cụ thể rồi. Và vấn đề ở đây là khác hẳn với lại viêm gan C. Mặc dù viêm gan C này có TAA chữa khỏi trong vòng 12 tuần và chỉ được bảo hiểm chi trả có 50%, nhưng thực tế là 40% thôi. Bởi vì 50% của 80% chi bảo hiểm thì cũng chỉ còn được 40% thôi. Đúng không? Còn riêng HPV thì bảo hiểm chi trả cho cái việc điều trị này đạt được 80%. Và cái quan trọng ở đây là việc điều trị nó phải liên quan đến việc là chúng ta phải xét nghiệm đo được cái tải lượng virus là điều quan trọng. Và rõ ràng như giáo sư Hoàng cũng đã nói đấy, việc tư vấn điều trị phải rất là cụ thể cho từng bệnh nhân một,
đấy, và nên áp dụng, và đặc biệt là theo dõi cái tuân thủ điều trị. Cái điều trị này nó giống hệt như là chúng ta điều trị HIV, gần như là điều trị suốt đời. Và như vậy thì cái việc theo dõi điều trị và việc theo dõi hiện nay ấy, thì chúng ta cứ định kỳ là 12 tuần chúng ta làm xét nghiệm lại toàn bộ, và đặc biệt là những cái trường hợp mà có cái nguy cơ là chúng ta đo FibroScan mà nằm ở giữa F3 và F4 rồi thì chúng ta cần phải lưu ý phát hiện thêm những cái yếu tố nguy cơ có thể diễn biến thành ung thư gan, đúng không ạ? Chúng ta có thể đo alpha HP là một chuyện, nhưng mà có thể dùng PIK-A là hai, chúng ta có thể xác định được cái đó, và đặc biệt là dùng cái HBCRAG nếu như nó dương tính trên 4 lốc thì những trường hợp như vậy có nguy cơ sẽ diễn biến thành cái ca gan, thì chúng ta phải lưu ý như vậy. Và với cái tổng thể bây giờ cái quan trọng nhất ấy, chúng ta có gần 10 triệu người nhiễm bệnh cần phải điều trị, thế nhưng mà thật sự những cái thông tin về cái việc tiếp cận điều trị cho viêm gan B ở những cái bệnh nhân này là một điều rất hạn chế. Và do vậy cho nên chúng tôi cũng hy vọng rằng cùng với lại ngành y tế thì các hãng tân dược chúng ta sẽ phối hợp trong cái công tác truyền thông để cho người bệnh hiểu được cái là thực tế cái nhu cầu cần phải theo dõi điều trị. Bởi vì hầu hết những trường hợp viêm gan B mãn tính thì không có triệu chứng lâm sàng, cho nên người ta cứ nghĩ là mình còn khỏe, nhưng đến khi có cổ trướng, có sơ gan rồi, rồi có ung thư gan rồi mới đến thì quá muộn rồi. Cho nên là công tác truyền thông để cho những người sống trong cộng đồng ấy, khi có tỷ lệ cao như vậy thì nên thực hiện cái tầm soát viêm gan B một cách truyền hệ thống để chúng ta có thể phát hiện sớm những ca bệnh. Và đặc biệt là giáo sư Hoàng cũng đã trình bày những cái đối tượng cần phải sàng lọc thì chúng ta nên cố gắng thực hiện tốt. Thì với một cái chiến lược tổng thể áp dụng giữa gắn giữa dự phòng và điều trị thì chúng ta hy vọng đến năm 2030 chúng ta sẽ dần từng bước kiểm soát được cái số người viêm gan B ở Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi thứ hai. Vấn đề hội chứng thận hư thứ phát hay nguyên phát để quyết định điều trị ấy, thì quan trọng nhất là gì? Ta dùng cái thuốc mà nó không tác động đến cái chức năng của thận. Và chính vì vậy cho nên hôm nay hãng mới đưa ra cái thuốc gọi là TAPSAFE, đúng không ạ? Tác an toàn đấy, bởi vì riêng trường hợp với những cái trường hợp mà có tất cả những cái bệnh nền như thế này thì người ta dùng TIF sẽ tốt hơn, bởi vì bản chất của TIF là nó sẽ đánh thẳng vào cái phần virus viêm gan mà nó gắn vào trong cái bộ gen của tế bào gan ấy, mà nó nhằm vào trực tiếp cái tế bào đích, ở đây là tế bào gan có HPV, cho nên là nó không có tác dụng toàn thể, tổng thể như là những thuốc khác. Và vì vậy cho nên là nó ít tác động cho đến những cái tác dụng phụ mà chúng ta gặp phải trong tenofovir, tức là DDS ấy, về xương hoặc là về thận. Cho nên những trường hợp này chúng ta không quan tâm đấy là hội chứng thận hư thứ phát hay nguyên phát nữa. Và khi có đủ tiêu chuẩn điều trị, nhưng mà cái quan trọng nhất là đứa trẻ này thì với dùng với lại TAF thì những cái bằng chứng về an toàn ở những trẻ dưới 2 tuổi thì chưa có nhiều bằng chứng, cho nên ít nhất nó phải trên 2 tuổi trở lên thì chúng ta mới có thể quyết định điều trị cho nó được. Còn nếu không thì chúng ta vẫn phải xử trí điều trị cái viêm gan C, cái viêm gan B này sau khi chúng ta đã đạt được cái thời gian theo dõi là trên 2 tuổi. Thế còn những trường hợp khác thì chúng ta phải có thể là trên 12 tuần. Tôi nhớ không nhầm thì TAF cũng phải là trên 12 tuần, chỉ có chúng ta dùng các interferon thì cho trẻ nhỏ hơn, đúng không ạ? Những cái trường hợp này thì vì vậy cho nên là như tôi đã nói đấy, những đứa trẻ sinh ra từ người mẹ mang thai mà có HBsAg dương tính thì chúng ta cũng phải điều trị dự phòng như vậy cho bà mẹ, và theo dõi trẻ đến 12 tuần để chúng ta test và chúng ta mới xem xét được là có quyết định sử dụng các cái thuốc điều trị bằng cái analog tương đương với nơi nucleosid hay không, đúng không ạ? Thì cái trường hợp này nếu như có thể có đủ tiêu chuẩn điều trị thì chúng ta nên sử dụng những cái thuốc mà như tiếp sách này, đúng không ạ? Về cái giai đoạn cửa sổ miễn dịch, cái này có lẽ tôi xin mời anh Hoàng, đúng không ạ? Trả lời cho bạn rõ thêm về cái cửa sổ miễn dịch, đúng không ạ? Tôi cũng xin phép bổ sung thêm cho cái câu hỏi thứ hai là làm sao phân biệt được cái hội chứng thận hư nguyên phát hay thứ phát. Thì thật sự đây là một cái câu hỏi cũng rất là khó trên lâm sàng. Đứng trước một cái bệnh nhân mà chúng ta đánh giá một cái tình trạng mà hội chứng thận hư, mà nhất là ở người trẻ, thì chúng ta biết là khi hội chứng thận hư mà nó khởi phát ở cái người mà trưởng thành hoặc là lớn tuổi thì đa số nó là thứ phát. Còn ở trẻ em thì cái hội chứng thận hư có thể là nguyên phát hoặc là thứ phát. Thì vấn đề đó thì đầu tiên chúng ta vẫn phải tầm soát các cái nguyên nhân mà có thể gây ra cái hội chứng thận hư thứ phát. Là chúng ta ngoài cái tầm soát viêm gan virus B thì chúng ta cũng có thể tầm soát viêm gan virus C. Nhưng mà muốn xác định chính xác là hội chứng thận hư nguyên phát hay thứ phát thì chúng ta phải, nếu có điều kiện chúng ta phải sinh thiết thận.
thì cái sinh thiết thận nó giúp người ta có thể đánh giá chính xác là cái tổn thương ở cái màng đái cầu thận để quyết định là nó là cái tổn thương như thế nào. Đặc biệt trong những cái hội chứng thận hư mà thứ phát thì chúng ta có tình trạng mà tăng sinh cái màng đái, thì nó là một cái tổn thương mà hay gặp trong những cái bệnh lý liên quan đến viêm gan do virus B hoặc là C. Liên quan đến cái câu hỏi thứ hai là cái cửa sổ miễn dịch, thì chúng ta biết là cái cửa sổ miễn dịch là gì. Người ta định nghĩa cái cửa sổ này đó là cái thời điểm mà cái nồng độ của cái kháng nguyên bề mặt HBsAg nó đang tăng cao và đã đang giảm dần, thì nó ở dưới cái ngưỡng phát hiện bằng những cái biện pháp xét nghiệm ELISA. Trong khi đó thì cái kháng thể anti HBs nó đang trên con đường được hình thành và tạo ra. Thì trong cái thời điểm mà chúng ta thử máu ở giai đoạn cửa sổ, thì lúc đó chúng ta không thấy có kháng nguyên bề mặt HBsAg mà cũng chưa có kháng thể anti HBs, thì nhiều khi chúng ta nhầm lẫn là bệnh nhân chưa bị bệnh, nhưng mà thật sự bệnh nhân đã có nhiễm bệnh rồi. Thì trong trường hợp này mà chúng ta thấy tình trạng viêm gan vẫn còn đang tiến triển mà chúng ta chưa giải quyết được cái nguyên nhân, thì chúng ta có thể có một cái cách để chẩn đoán là bệnh nhân bị viêm gan virus B bằng cái xét nghiệm anti HBC IgM. Nếu cái xét nghiệm này dương tính thì chứng tỏ rằng là bệnh nhân đang có nhiễm virus B trong thời kỳ cửa sổ. Còn nếu xét nghiệm này âm tính thì như vậy chúng ta phải đi tìm cái nguyên nhân tăng men gan do cái tác nhân khác. Đó là cái câu hỏi thứ hai mà vừa trình bày xong ạ. Vâng, cảm ơn giáo sư Hoàng. Để câu thứ ba là làm sao phân biệt được viêm gan B cấp và đợt cấp của viêm gan B mãn, vì tìm hiểu biểu hiện của bệnh viêm gan B mãn là quá trễ. Đồng ý là như vậy, và thầy Hoàng cũng vừa trả lời rồi. Tức là phân biệt thì chúng ta chủ yếu là xem xét cái IgM, gọi là anti HBC IgM. Cái này thì nó chỉ xuất hiện trong cái giai đoạn cấp của bệnh thôi. Thế còn sau này thì dù có đợt cấp hay không thì những cái này nó sẽ không xuất hiện nữa. Và vì vậy cho nên là đây là cái bằng chứng duy nhất để chúng ta nói rằng có cấp hay không có cấp. Đúng không? À, chúng ta phải làm xét nghiệm. Thế còn trên lâm sàng, nếu như viêm gan B cấp hay đợt bùng phát, đợt cấp của viêm gan B mãn thì nó đều có thể có các cái biểu hiện của tổn thương gan. Cho nên là men gan có thể tăng hoặc thậm chí là không tăng, hoặc là có thể chỉ bùng phát virus, hoặc là bùng phát cái biểu hiện của tổn thương gan mà không có bùng phát virus. Thì hai cái đó nó đều có thể phối hợp, và chỉ cái duy nhất chúng ta phân biệt được ở đây là chúng ta làm cái anti HBC IgM dương tính thì đấy là cấp tính, còn nếu không thì đó là đợt bùng phát, rất là dễ dàng để phân biệt thôi. Về cái hướng dẫn thời điểm dùng thuốc ức chế virus khi nào dùng để đạt hiệu quả tốt, thì trong cái hướng dẫn 3310 thì đã ghi rất rõ rồi, đúng không ạ? Chúng ta có cái tiêu chuẩn để mà bắt đầu điều trị cho bệnh nhân, đúng không ạ? Đó là gì? Khi có HBsAg dương tính trên 6 tháng, đúng không ạ? Thế rồi HBeAg âm tính hoặc dương tính, và chúng ta đo cái tải lượng virus HBV DNA đấy, và nếu như trên 10 mũ 4 đối với HBeAg âm tính hoặc là trên 10 mũ 5 đối với HBeAg dương tính thì chúng ta bắt đầu sử dụng thuốc ức chế virus. Cái này trong hướng dẫn thì ghi rất rõ cái chỉ định sử dụng thuốc rồi. Với câu hỏi số 5, tại sao TAF không sử dụng được cho sơ gan mất bù? Xin mời giáo sư Hoàng có thể có ý kiến gì không? Thật ra thì đối với lại những cái trường hợp mà sơ gan mất bù, tức là cái chức năng gan bệnh nhân nó đã tiến triển khá xa và nó dẫn đến một số những cái biến chứng, thì thật ra thì cái TAF không phản hẳn là không được chỉ định trong trường hợp sơ gan mất bù. Thì vấn đề là quan trọng hơn là chúng ta cần phải có một sự kết hợp điều trị hỗ trợ nâng đỡ cái chức năng gan, và chúng ta vẫn có thể là cân nhắc xem xét sử dụng các cái thuốc kháng virus như là tenofovir hoặc entecavir để mà bảo vệ cho cái tế bào gan không có bị tổn thương nặng lên. Như vậy thì thật ra thì khi bệnh nhân sơ gan mất bù, bên cạnh cái điều trị nguyên nhân là chúng ta dùng cái thuốc kháng virus, thì chúng ta phải có những cái điều trị hỗ trợ bằng những cái biện pháp điều trị như là phòng ngừa những cái biến chứng của tình trạng sơ gan và giảm tình trạng mà bán bụng của bệnh nhân. Và những cái đối tượng mà sơ gan mất bù thì chúng ta phải cân nhắc cái chuyện xem xét phải chỉ định ghép gan nếu mà bệnh nhân có những đủ cái tiêu chuẩn, để vì trong trường hợp mà ghép gan thì nó mới giải quyết được triệt để cái tình trạng gan sau khi đã bị tổn thương khá nặng rồi. Và trong suốt cái thời gian mà chúng ta sau khi đã ghép gan rồi, chúng ta vẫn phải tiếp tục điều trị bằng thuốc kháng virus gần như là suốt đời cho bệnh nhân. Thì người ta có thể chọn lựa entecavir
hoặc là sử dụng những cái loại tenofovir mà ít có ảnh hưởng trên chức năng thận hoặc là những cái chức năng khác, như là chúng ta có thể sử dụng cái tenofovir alafenamide là TAF. Như vậy thì thật ra thì TAF không hẳn là chống chỉ định, mà chúng ta bên cạnh các cái thuốc kháng virus thì chúng ta phải cân nhắc cái chuyện điều trị nâng đỡ chức năng gan, và phải xem xét cái chuyện mà ghép gan nếu mà bệnh nhân thật sự là hoàn toàn là đã bị mất bù và xuất hiện rất nhiều những cái biến chứng đe dọa tử vong, thì chúng ta phải xem xét cái chuyện cân nhắc là ghép gan. Việt Nam của chúng ta đang có những cái tiến bộ mới trong cái lĩnh vực ghép gan, và đặc biệt là ở miền Bắc đã có rất nhiều cái trung tâm bệnh viện đã tiến hành ghép gan. Và trong miền Nam thì Đại học Y Dược và Bệnh viện Đại học Y Dược và Bệnh viện Chợ Rẫy là hai cái đơn vị mà đang tiên phong trong khu vực phía Nam trong vấn đề ghép gan. Và riêng cái Bệnh viện Đại học Y Dược thì hiện nay chúng tôi đã ghép được cho khoảng 11 bệnh nhân và đạt được kết quả rất là tốt sau khi mà bệnh nhân đã được điều trị. Và nhất là nếu là viêm gan B thì chúng tôi vẫn phải tiếp tục sử dụng thuốc kháng virus bệnh nhân liên tục suốt đời. Dạ, xin hết. Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn phần chia sẻ của giáo sư tiến sĩ